Ra mắt AI luật trợ lý ảo luật Việt Nam phiên bản 1.0. Từ ngày 12 tháng 5, theo đó, AI luật là sự kết hợp giữa AI và công nghệ để tư vấn, giải đáp các vấn đề pháp luật. Sử dụng AI, người dùng được giải đáp các câu hỏi, tình huống pháp luật cơ bản tự động có kèm theo căn cứ pháp lý chi tiết để từng đầu, từng khoản. Ngoài ra, trợ lý ảo còn truy xuất nhanh chóng những thông tin pháp luật cần thiết liên quan đến vấn đề pháp lý người dùng quan tâm và tìm kiếm. Ứng dụng công nghệ AI và Machine Learning. AI luật được huấn luyện dựa trên dữ liệu của hàng trăm nghìn văn bản luật tại liên quan, có khả năng đưa ra câu hỏi đáng tin cậy, đầy đủ căn cứ pháp lý nhanh chóng với văn phòng tự nhiên như người thật. Apply AI and Machine Learning Technology, AI Law Exchange, Perform Data from Hundreds of Thousands of Related Legal Documents. Capable of quickly providing answers with full legal basics, the writing style is as natural as a real person. Theo đơn vị phát triển, trong câu hỏi của trợ lý ảo luật Việt Nam luôn đảm bảo có căn cứ pháp lý còn hiệu lực, áp dụng theo đúng văn bản luật hiện hành. Khi nội dung văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, AI cũng tự động cập nhật câu trả lời theo văn bản mới nhất. Dù không thay thế được vai trò của luật sư hay chuyên gia pháp lý, AI luật cũng được đánh giá là một sản phẩm hữu ích và được kỳ vọng sẽ làm tốt vai trò của một trợ lý, giúp người dùng có thể truy vấn các thông tin một cách nhanh nhất, dễ dàng tìm hiểu các quyết định của pháp luật, tiết kiệm hơn 60% thời gian và nhân lực. Thông qua việc cập nhật văn bản mới liên tục từ hệ thống luật Việt Nam, cùng quá trình tương tác với người dùng, trợ lý ảo này cũng được học liên tục và hoàn thiện hơn mỗi ngày. AI luật hỗ trợ xuyên suốt 24 trên 7, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng ở bất cứ đâu hay thời gian điểm nào. Ngoài ra, công cụ này còn có thể xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Also, it cannot replace the role the lawyer or legal expert. AI law is considered a full product and achieve a performance while in role or action helping user acquire information. Information in the fast way, easily learn about language releaser,